Du Văn Han chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái loài cây có giá trị kinh tế rất cao của người Mông. Mình làm cái video này bởi vì có một số bạn yêu cầu là muốn tìm hiểu về cái loại cây này nó như thế nào. Đấy, hôm nay thì mình đi qua đèo Khao Phạ và thấy người ta trồng cái cây này rất nhiều. Đây, sau lưng mình này, các bạn có nhận ra cây này là cây gì không? Đó, bạt ngàn một rừng luôn. Đây chính là cây thảo quả nhá các bạn nhá. Cái cây mà để làm dược liệu rất là quý. Và cũng làm giống như kiểu là làm một cái loại gia vị để cho cái món lẩu của chúng ta nó ngon hơn ấy. Đó là cây thảo quả. Thì mình hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái đặc điểm của cái cây này, cũng như là cái giá trị của nó để các bạn hiểu rõ hơn về cây này nhá. Bây giờ mời các bạn sẽ xem chi tiết cây này, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Cây thảo quả thì thường mọc ở những cái vùng mát và độ ẩm cao, ví dụ như là những vách đá, thác nước, chứ nó cũng không phải là trồng đâu nó mọc được các bạn ạ. Cây thảo quả thường được trồng xen lẫn vào trong những cái rừng già thì nó sẽ mọc tốt hơn các bạn ạ. Đấy, nó sẽ mọc dưới tán các cây thông, các cây gỗ đây này. Chứ còn nếu mà trồng một mình nó cũng không lên được mấy đâu. Hình dáng bên ngoài của nó mọc thành khóm và có lá dài gần giống với lại cây giềng. Nó thuộc họ hàng cây giềng ấy. Nếu mà bạn nào mà nhìn thấy cây giềng rồi thì sẽ dễ hình dung ra cây này. Nó cao hơn đầu người. Cây giềng thì thấp hơn đầu người, cây này cao hơn. Cây mà mọc ở những chỗ tốt thì cái cây thân nó có thể to bằng gần bằng cổ tay. Điều đặc biệt là cái quả của thảo quả thì nó sẽ mọc ở dưới gốc các bạn ạ. Nó không phải mọc ở trên ngọn đâu nhé. Cái quả nó sẽ re ra ở dưới gốc. Quả chín thì có màu đỏ, màu hồng sẫm, gần như kiểu màu mận chín ấy. Ở đây thì mình có nhìn thấy một số quả thì mình sẽ tiến lại gần để mình quay cho các bạn xem nhá. Đây, quả thảo quả ở trong này, các bạn có nhìn thấy không? Tiến lại gần để các bạn nhìn rõ cái quả thảo quả nhá. Đây, các bạn nhìn thấy quả thảo quả chưa? Thấy nó mọc tít ở trong gốc này. Cái chùm này nó già và hình như nó còn bị hỏng rồi đấy. Mình sẽ phát cho các bạn xem này. Đây, những chùm thảo quả nằm ở trong gốc đây các bạn này. Nhìn hay không này? Đấy, mình vừa vạch cho nó các bạn nhìn rõ đấy. Đấy, nó chín nhìn rất là đẹp nhá. Màu sậm. Những cái chùm thảo quả đấy mọc rất là kín kìa, trong khe kia có một chùm kìa. Bạn về vạch cỏ ra thì sẽ nhìn thấy bên trong nó có rất nhiều. Một gốc, một khóm thảo quả này có khi có cả hàng yến quả. Và như mình tìm hiểu thì giá thị trường bây giờ được khoảng 30.000 một cân tươi, còn phơi khô thì có thể bán được 200.000 một cân. Đây chính là cái cây mà mang lại cái giá trị kinh tế rất là lớn cho người Mông. Nhiều nhà gia đình là khá giả và có tiền mua xe máy, tủ lạnh nhờ cái cây này. Đây, trên đây mình là một chùm thảo quả đấy. Chùm này không phải là chùm xa nhất đâu, nhưng mà nó rất nặng. Chùm nhỏ này thôi là cũng phải gần nửa cân rồi. Đấy, nên là nhìn thì đơn giản này, nhưng mà người Mông thu hoạch sẽ có cái giá trị kinh tế rất là cao nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử bừa một quả ra xem bên trong có như nào nhá. Mình muốn các bạn có cái nhìn rõ nhất về cái quả này. Đây, mình vừa tách một quả thảo quả ra. Vỏ của nó thì
cùng ba cái cánh khép lại nhau này. Hạt bên trong của nó thì nó gồm nhiều hạt, thì nó giống cái gì, giống như kiểu là quả chanh leo hay là quả sầu riêng ấy, cũng kiểu gồm các cái muối nhỏ bên trong như thế. Để tách ra rất là thơm nhá. Đấy, nên nó là hương vị cho mình nhiều món ăn và thuốc chữa bệnh nữa, nên là nó mới có giá cao như vậy. Ok, như vậy là với một cái video ngắn vừa rồi thì mình đã giúp các bạn tìm hiểu rõ thêm về cái cây thảo quả, một cái loại cây đem về cái thu nhập rất là cao cho người Mông. Đấy, các bạn muốn khám phá tìm hiểu những cái điều gì đó về Tây Bắc, về các dân tộc ở đây thì các bạn bình luận xuống bên dưới nhá, mình sẽ hướng dẫn, sẽ giúp các bạn để đi khám phá trải nghiệm về Tây Bắc. Xin chào và hẹn gặp lại, các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhá.